các bạn đón nghe bộ truyện Đồng Nhân Ăn mày xuyên không dựa trên tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 14: Nhập mộng. Bạch Phong Lân nằm trên một phiến đá nhẵn, bên kia là nước sông Hoàng Tuyền đen ngòm cuồn cuộn, phảng phất có thể nghe thấy tiếng gào thét của vô số vong linh địa ngục vào tai. Y nhắm chặt hai mắt, cảm giác như có ngọn lửa hỏa ngục thiêu đốt ngay bên mình, Y muốn mở mắt ra nhưng cả người dường như đã mất hết sức lực, không tài nào mà gượng dậy nổi. Thế nhưng, y vẫn cảm nhận rõ rệt có một nhịp trái tim đều đều đập trên lồng ngực y, mà hai tay y cho dù kiệt sức vẫn ôm chặt lấy người kia, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, y sẽ làm rơi mất. Tay y vô thức siết chặt hơn mấy phần. Ý thức dần dần mờ nhạt đi, mà người nằm trong lồng ngực y dường như động đậy. Thời ảnh tỉnh dậy trong cơn mê mang, Ho nhẹ một cái, ho ra một ngụm máu, hắn gắng gượng thân mình, cố lấy tiêu cự trong mắt nhìn xung quanh. Ký ức của hắn dừng lại vào khoảnh khắc bị một đòn của Thập Vu sư, cả người như con diều đứt dây vang ra xa, nằm lại bên mép vực. Khi đó, hắn đã dùng hết chút khí lực cuối cùng, mơ mơ hồ hồ nằm chờ cái chết. Thế nhưng vào lúc hắn tưởng rằng sắp bị kết liễu, thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà hắn khắc sâu trong trí nhớ. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thiếu niên đang ôm chặt mình nói: Ca ca, đệ sẽ không cho huynh chết đâu. Thế rồi cả hai người liền rơi xuống một khoảng không vô định, không biết đã qua bao lâu, thời ảnh mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Đến khi nhìn rõ thiếu niên nằm ngất đi trước mắt, mà hắn thì đang nằm đè lên ngực y, hắn thảng thốt dùng hết sức chống tay ngồi dậy, muốn lay người kia dậy. Hơi thở chầm chậm, mạch đập yếu ớt, hiển nhiên là vẫn còn sống nhưng có vẻ nội thương nghiêm trọng. Thời ảnh không màng tình hình xung quanh, một mực lay gọi hồi lâu, nhưng người kia dường như đã mất đi ý thức. Thời ảnh thoáng cân nhắc, sau đó, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định. Hắn biết giờ phút này, chỉ có bản thân phải mau chóng phục hồi một chút thì mới cứu được người kia. Ngồi một lần suốt nửa ngày mới miễn cưỡng bình ổn khí lực. Mở mắt ra, trên đầu đã là một trời đầy sao. Lưu tinh chậm chậm chuyển động theo quỹ đạo. Người kia vẫn đang nằm mê man, dường như lâm vào một cơn ác mộng thật sâu. Mồ hôi túa ra đầy chán, thời ảnh quyết định thi triển pháp thuật nhập mộng thuật pháp nhập mộng buộc người thi triển phải đưa bản thể bước vào trạng thái vô thức để cho linh hồn nhập vào mộng cảnh của người kia mà giúp y thoát ra ngoài đây là loại thuật pháp tiêu hao rất nhiều linh lực cũng rất nguy hiểm nếu hai người không thể thoát ra khỏi mộng vậy bản thể cũng sẽ vĩnh viễn chìm vào ngủ sâu chưa kể nếu trong quá trình thi triển thuật pháp mà bản thể bị tổn hại thì hai người cũng sẽ hồn phi phách tán không có cách nào cứu được thời ảnh đương nhiên hiểu rõ những lời hại trong đó thế nhưng hắn vẫn lựa chọn thi triển thuật pháp nhập mộng vào lúc này hắn đã không còn lựa chọn nào khác để cứu người kia hắn buộc phải đánh cược thiếu niên vì cứu hắn mà có thể không màng cả tính mạng của mình đệ cần gì phải như thế ta là gì của đệ chứ hắn lẩm bẩm một câu rồi khoanh chân ngồi ngay ngắn nhắm mắt hai tay kết một cái ấn Lập tức cây cối từ đâu thi nhau kéo lên quấn quýt trụm lại, tạo nên một vòng kết giới bao kín hai người. Ngay sau đó, thời ảnh một tay trỏ vào mi tâm, tay còn lại trỏ vào chán bạch phong lân, miệng lầm nhẩm đọc chú thuật. Một đường linh quang vàng trói từ giữa chán hắn kéo ra, nhập vào chán đối phương. Hai người bước vào trạng thái nhập mộng. Bạch Phong Lân lại mơ thấy giấc mơ lần trước. Năm 23 tuổi, một mình hào quang môn trường đứng trên sân khấu lớn nhận giải thưởng dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất cho bộ phim truyền hình đầu tay. Xung quanh là những tiếng reo hò cổ vũ, một mảnh ồn ào sáng chói, y cười một nụ cười thỏa mãn. 21 tuổi, một mình ở sâu trong núi, hết bị treo mình trên dây lại đầm mình trong mưa, tắm bùn ăn đất, những ngày tháng chật vật nhất sống ở phim trường, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, vừa đóng phim vừa mơ về một giấc mơ xa xôi y khóc cho nhân vật y đóng hay y cho chính mình. 19 tuổi, từ một kẻ ăn mày lang thang tham gia sâu tuyển tú, một đường sáng lạn ra mắt vị trí center, được người người yêu thích, tung hô, cảm thông, đồng cảm. Lần này y cũng cười nhưng đầy gượng gạo. 15 tuổi, y theo đám trẻ con trong chợ xem trộm người ta dạy nhảy, thế là y cũng tự mình học theo, một đường theo đuổi đam mê. Cứ rảnh rỗi là y tập nhảy, nhảy đến bong gân, sứt gối vẫn nhảy, Dường như đó là lần đầu tiên y tìm thấy một thứ mà y thật tâm thích nhiều đến như vậy. Chỉ những khi y được nhảy thì y mới thấy niềm vui thực sự. Chẳng thể ngờ 4 năm sau, nhờ đam mê ấy mà y có một cơ hội bước vào giới giải trí, thay đổi cuộc đời. 12 tuổi, y thấy mình bị đánh túi bụi trong ngõ sâu chỉ vì dám trộm ăn một cái bánh mì mà người ta giao cho y đem bán. Người ta cho y chỗ ngủ hàng đêm, mỗi ngày một bữa ăn, thêm mà y còn dám trộm một cái bánh mì. 11 tuổi, y dành một chiếc bánh bao bị vứt bỏ với một con chó ở bên vệ đường bị nó cắn tới máu me đầm đìa quần áo rách tả tơi nhưng bữa ấy y cười rất đắc ý cuối cùng y cũng thắng nó được một lần mười tuổi y co do trốn trong một cái bóc rút tiền ngoài trời mưa tầm tã cả ngày không ngớt y khoác trên người một manh áo mỏng bụng sôi lên vì đói mắt nhìn ra khoảng không vô định chỉ ước giá mà được ăn một cái gì cho ấm bụng may thay có một người đến rút tiền ăn dở một gói xôi quăng vội vào thùng rác gói xôi vẫn còn nóng hôi hổi. Đó là gói xôi ngon nhất mà y từng được ăn. 9 tuổi, 8 tuổi rồi 7 tuổi, trong giấc mộng không có hồi kết, y nhìn thấy bản thân lúc nào cũng là bộ dạng rách dưới, bẩn thỉu đói rét, khổ sở. Lấy ăn mày làm nghề kiếm sống, lấy đầu đường xó chợ làm trường học, lấy bóc rút tiền, ghế đá, lán tạm làm nơi nghỉ chân qua đêm. Chạy trốn là kỹ năng siêu việt nhất cứ sống một cách mơ mơ hồ hồ không đầu không cuối như vậy cho đến khi mộng cảnh trôi về tận năm y bốn tuổi phải rồi bốn tuổi kể từ khi y biết nhớ ký ức của y chỉ dừng lại vào năm y lên bốn tuổi một mình nằm giữa chợ sốt rất cao liên tục gọi mẹ ơi một cụ già qua đường thấy y đáng thương bèn đưa y về chăm sóc nuôi dưỡng sau khi y tỉnh lại thì đã không còn nhớ gì nữa chỉ nói tên mình là tiểu kiệt thế là Cụ già dựa theo họ của chính mình đặt cho y một cái tên, Vương Kiệt, cho y một thân phận mới. Y cứ ngỡ rằng bà mãi mãi sẽ là gia đình của mình, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cụ già đến lúc gần đất xa trời ra đi trong cô đơn. Còn y, thế là phải bắt đầu làm quen với cuộc sống lang thang một mình ngày ngày xin ăn. Ở trong mộng cảnh dường như chính y đang một lần nữa trải qua những ngày tháng năm xưa, khiến cho y vừa chua xót vừa cay đắng, vừa ngỡ ngàng. Bởi vì đoạn ký ức dường như đã vĩnh viễn mất đi kia, lại có ngày hiện rõ về mồn một như thế. Đột nhiên, y thấy mình trong hình hài một đứa bé 2, 3 tuổi chạy lon ton về phía một người phụ nữ, tay cầm kẹo, gương mặt tươi cười xinh đẹp, miệng reo lên những lời cổ vũ. Tiếp theo lại vẫn là gương mặt người phụ nữ ấy, nhưng đôi mắt buồn rười rượi, nước mắt hai hàng thấm đẫm trên gò má, không ngừng lẩm bẩm. Cha không cần chúng ta nữa, ông ấy có người phụ nữ khác. Có đứa con khác rồi, không cần chúng ta nữa. Một giây sau vẫn là gương mặt đẫm nước mắt ấy, đang nhìn đứa trẻ ba tuổi ngây thơ quyến luyến không rời, liên tục nói lời xin lỗi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Mà đứa trẻ ấy không hay biết gì, đưa tay lau nước mắt cho mẹ, nói. Mẹ đừng khóc, tiểu kiệt ngoan, sẽ không làm mẹ buồn. Mẹ cứ đi đi, tiểu kiệt sẽ ở đây đợi mẹ. Người phụ nữ liên tục gật đầu, nghẹn ngào không thành lời, còn hứa hẹn sẽ trở về tìm y, nhưng vĩnh viễn cũng không bao giờ quay lại. Cậu bé Tiểu Kiệt đứng ở đầu chợ chờ mẹ, chờ đến tối mịt vẫn không chờ được. Cậu đã khóc rất to, liên tục gọi mẹ ơi. Chiều hôm ấy, một trận mưa rất to đổ xuống thành đô, kéo dài suốt nhiều giờ liền. Đứa bé dầm trong mưa vừa khóc vừa gọi mẹ cho đến khi ngất đi, cả người phát sốt run lên từng đợt. Tiểu Kiệt ở trong mộng cảnh co giật vì sốt cao, mà Bạch Phong Lân nằm trên đất cũng co quắp run lên dữ dội, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nếu có người sờ lên trán y lúc này sẽ hoảng hốt bởi vì y đã sốt đến bỏng tay. Thời Ảnh ngồi bên cạnh y, đang thi triển pháp thuật, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, mày cau lại, gương mặt vừa hoang mang vừa chua xót. Hắn sau khi bước vào mộng cảnh của Bạch Phong Lân thì có chút mơ hồ, Thế giới mộng cảnh mà hắn nhìn thấy dường như vừa có chút quen thuộc lại vừa như vô cùng xa lạ, không hề giống như trong nơi mà hắn đang sống. Đây là đâu? Hắn không biết, chỉ thấy Bạch Phong Lân bộ dáng hoàn toàn khác. Vẫn là gương mặt tuấn tú tu ấy nhưng không còn mái tóc dài đen mượt, thanh y chấm đất, viền áo theo họa tiết Bạch Hạc nữa. Đứng trước mắt y là một Bạch Phong Lân tóc cắt cao, quần áo kỳ lạ, đứng ở một nơi kỳ lạ xa hoa tráng lệ cười thật tươi mà hắn ở ngay bên cạnh y cất tiếng gọi lại giống như người vô hình ai cũng không thấy không nghe mỗi một mộng cảnh của bạch phong lân hiện ra thời ảnh đều có mặt dựa theo những thay đổi của cảnh tượng và con người bạch phong lân thời ảnh có thể nhận biết được đây là những dòng ký ức đang chảy ngược của y có lẽ bạch phong lân đang hồi tưởng lại quá khứ thế nhưng điều làm thời ảnh vô cùng kinh ngạc đó là dường như cũng không phải ký ức của bạch phong lân hắn nhớ có lần sau khi trải qua một cơn ác mộng tỉnh dậy bạch phong lân đã kể cho hắn nghe những gì y từng trải qua suốt một thời thơ ấu trước khi lên cửu nghi sơn thế nhưng hiện giờ những mộng cảnh kia có phải là ký ức của bạch phong lân không nếu không vậy thì là của ai vẫn là con người đó nhưng lại ở một thế giới hoàn toàn khác thậm chí hắn còn thấy rõ ràng trên tay trái người kia có một nốt ruồi đen to y hệt như nốt ruồi trên tay bạch phong lân vậy suốt chặng đường đi theo ký ức của người kia hắn cứ mơ mơ hồ hồ giống như chính mình cũng đang nằm mộng dù thế hắn vẫn lẳng lặng dõi theo mà mỗi một cảnh tượng nhìn thấy lại làm hắn thương xót không thôi hắn từ nhỏ sống xa mẫu thân ký ức của hắn cũng chỉ dừng lại sau năm tuổi được đưa lên cửu nghi sống cô đơn lặng lẽ cứ nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian cho đến khi gặp được Bạch Phong Lân, hắn mới biết, hóa ra, hắn luôn cố chấp với nỗi đau khổ của bản thân mà lại không biết rằng những gì hắn phải trải qua so với nhiều người khác chẳng tính là gì. Vậy mà giờ đây, một đường dõi theo từng ký ức của người này, hắn dường như cảm thấy trong tim mình có đau cắt đến nhỏ máu. Vì sao? Không phải chỉ là một người xa lạ thôi sao? Hay bởi vì người kia có gương mặt giống hệt Bạch Phong Lân, cho nên mới khiến hắn lầm tưởng. Mãi cho đến khi nhìn thấy cậu bé Tiểu Kiệt nằm co quắp hết sức khổ sở dưới một mãi hiên trở thì thời ảnh không thể im lặng được nữa. Mà kệ người kia có phải là Bạch Phong Lân hay không? Nếu hắn đã đến đây, vậy cũng không thể làm ngơ được. Thế là chẳng biết cậu bé kia có nghe được lời hắn nói hay không, nhưng hắn vẫn chạy tới ra sức lay gọi. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, dậy đi, đừng ngủ, dậy đi Tiểu Kiệt. Người có nghe thấy ta gọi không? Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Thế rồi bỗng nhiên, cảnh mộng thay đổi, Thời ảnh thấy mình không phải đang lay gọi một cậu bé 3 tuổi, mà là một thiếu niên dường như 6-7 tuổi. Thiếu niên đang nằm trên ghế đá, co do. Nhưng điều kỳ lạ đó là thời ảnh không thấy mình còn là mình nữa. Hắn bỗng nhiên biến thành một thiếu niên 12-13 tuổi, tóc cắt ngắn, quần dài áo cộc nhìn qua giống hệt cách ăn mặc của thế giới trong mộng cảnh. Thấy thời ảnh lay gọi hồi lâu, Tiểu Kiệt từ từ tỉnh dậy. Thời ảnh lại vô thức chìa trước mắt y một cái bánh nướng thơm phương phức hỏi. Đệ muốn ăn không? Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, rụi rụi mắt thật lâu rồi bỗng dưng thốt lên hai tiếng. Ca ca. Thời ảnh mở trường hai mắt, không tin nổi vào tay mình, khẽ lầm bẩm. Bạch Phong Lân, là đệ sao? Người kia đáp, ca ca, thì ra là huynh. Huynh không nhận ra đệ sao? Đệ là Bạch Phong Lân. Vừa dứt lời, dường như có một cơn chấn động, khiến thời ảnh quay cuồng đầu óc. Mảy hoa mặt chóng sau đó không còn biết gì nữa. Chút khí lực cuối cùng để chống đỡ cũng đã cạn kiệt. Linh quang giữa hai ngón tay biến mất Kết giới bảo vệ hai người cũng biến mất Thời ảnh cả người mềm nhũn Mất đi ý thức Mà ở bên kia Bạch Phong Lân tròn tỉnh Mở hai mắt Xem ra cũng bị chấn động một phen Nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngồi dậy Hoa mắt một trận hít sâu Vận khí một hồi mới bình ổn được khí lực Lại thấy thời ảnh đã ngất đi trên đất Y vội ôm lấy hắn gọi to Ca 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 Nhưng người kia đã không còn ý thức y dù có gọi thế nào cũng không ai nghe thấy gì nữa trong đầu y hình ảnh cuối cùng trong cảnh mộng hiện lên rõ mồn một, một y vẫn luôn mơ lại cảnh tượng năm ấy thiếu niên có cặp mắt trong suốt kia tặng cho y chiếc bánh nướng ngon nhất trên đời mỗi lần mơ y đều cố gắng mở to hai mắt để nhìn kỹ gương mặt thiếu niên nhưng lần nào cũng chỉ nhìn thấy một khoảng không mơ hồ vậy mà vừa rồi khi ngẩng mặt lên phải dụi mắt hai ba lần y mới tin là mình không hoa mắt ở trong mộng cảnh người kia vẫn không thay đổi gì so với hình ảnh trong ký ức của y, nhưng gương mặt kia vậy mà lại chính là thời ảnh thiếu niên. Người ấy gọi tên y là Bạch Phong Lân, vậy thì chắc chắn là thời ảnh không sai. Người ấy đúng là thời ảnh sao? Người mà y tâm tâm niệm niệm suốt bao năm lại là thời ảnh. Nhưng huynh ấy là người sống trong tiểu thuyết, sao có thể xuất hiện trước mắt y cách đây tận 16 năm được? Hay là bởi vì huynh ấy dùng thuật pháp nhập mộng cho nên mới biến thành người kia để giúp y tình mộng? Bảy phong lân cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền cả người nằm trong lòng y không một chút huyết sắc bất giác hai hàng nước mắt chảy tràn xuống rơi tí tách lên má người kia y lầm bầm ca ca sao huynh ngốc thế ta là gì của huynh chứ một vai nam phụ qua đường mà thôi vừa nói vừa đưa tay gạt đi nước mắt của chính mình trên mặt thời ảnh lại dùng ngón tay xoa xoa mấy cái không nhịn được cúi đầu ngập ngừng dây lát cuối cùng ngẩng mặt lên Hít sâu một hơi, lấy hết sức gọi to. Long thần, mau hiện thân. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.